Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hồ Hanh Dê tiết lộ số tiền khủng để đóng thuế thu nhập khiến ai cũng sốc. Trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hồ Hanh Dê trở về quê hương Đắk Lắk, quây quần bên gia đình. Hôm 27 tháng 3, người đẹp chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh đi nộp thuế thu nhập cá nhân, trong đó có bức hình cọc tiền lớn. Hồ Hanh Dê viết, nghe tin bên thuế thu nhập cá nhân hỗ trợ không phải lên thành phố Hồ Chí Minh đóng vui quá, đóng xong là cảm thấy nhẹ nhõm. Việc Hồ Hanh Dê đăng ảnh về khoản tiền đóng thuế khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây vốn là thông tin cá nhân thường được giới nghệ sĩ giữ bí mật. Phía quản lý của Hồ Hanh Dê cho biết người đẹp đã sơ suất khi công khai những hình ảnh như vậy trên trang cá nhân. Để tránh hiểu lầm, Hồ Hanh Dê đã gỡ bỏ bài đăng ngay sau đó. Hoa hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 mong nhận được sự thông cảm từ mọi người. Hồ Hanh Dê chỉ nghĩ đơn giản là mình đã nộp thuế xong, đã hoàn thành nghĩa vụ của công dân. Hơn nữa lần này không phải quay lại thành phố Hồ Chí Minh nên cô ấy vui quá. Sau sự việc này Hanh sẽ cẩn trọng hơn. Những ngày qua, Hồ Hanh Dê tận hưởng cuộc sống yên bình bên gia đình tại quê hương. Cô cùng người thân sửa soạn để hoàn tất nội thất cho ngôi nhà mới. Trên trang cá nhân, Hoa hậu 9X thường xuyên chia sẻ những hoạt động thường nhật như nấu ăn, chăm sóc vườn hoa, thu hái nông sản, vui chơi cùng cháu. Hồ Hanh Dê cũng gây chú ý khi lần đầu tiên đăng ảnh tình cảm bên bạn trai. Bức ảnh được chụp tại quê hương của người đẹp. Cô còn nhắc đến chuyện đám cưới, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Hôm nay, mẹ có hỏi Hanh là trong nhà có tân gia không? Thực ra mùa này đang dịch nên mình cũng hạn chế đông người. Cả nhà mình cùng nhau giữ gìn sức khỏe nha. Hay là khi nào Hanh cưới, sẽ mời cả nhà mình ăn tân gia cùng chút luôn nhỉ? Mấy nay Hanh hay bị mọi người giục cưới lắm, ngại quá. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.